Và tiếp theo chúng con xin kính chuyển đến máy của bác Thọ Pháp Thọ Điều, và chúng con kính mời máy Vũ Thị Na Pháp Âm Diệu Âm Na chuẩn bị. Nam Mô A Di Đà Phật. Hai con là Kiều Đốc, kính xin thầy Diệu Âm khai thị cho má con là Trần Thị Bảy pháp danh Thọ Điều. Hiện giờ má con đang gặp chướng ngại về tâm linh. Mỗi buổi tối khi đi ngủ thì nghe tiếng động dưới nhà bếp như khua chén đũa và dọn dẹp. Đang đêm ngủ thì như có ai quèo bàn chân. Đang ngủ nghe có tiếng người nam bên cạnh huýt sáo ba lần. Máy niệm Phật mở trong phòng ngủ 24/24, đôi khi chuyển thành tiếng khóc, đôi lúc tắt máy niệm Phật luôn. Nhưng mỗi lần xảy ra những sự việc như trên thì má con vẫn niệm Phật. Má con có khuyên các chư vị đó niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhiều lần. Hiện giờ tâm má con rất lo lắng, sợ sệt, bất an, không dám ngủ một mình. Con kính xin thầy Diệu Âm khai thị giúp má con giữ vững tinh thần, tâm không còn phân vân lo sợ, để má con cuối đời này có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cũng xin thầy điều giải với các chư vị trong pháp giới hữu duyên với má con, để họ buông tha cho má con, không quấy phá má con mà cùng với má con niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hai con xin thành kính tri ân cảm niệm công đức của thầy Diệu Âm cùng sư mẫu Kim Ngọc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cụ Thọ Điều ơi, tướng là ai lạ, không ngờ là người quen. Ôi người quen thì cứ ngủ đi cho ngon lành, cứ chi mà phải lo sợ. Hãy lo sợ thì ngủ không ngon, mà không lo sợ thì ngủ ngon lành. Cụ Thọ Điều ơi, bây giờ gặp Diệu Âm rồi, cả hứa với Diệu Âm là bắt đầu từ đấy ngủ ngon lành, không sợ không sợt gì nữa không? Chắc chắn Diệu Âm sẽ giúp cho cụ Thọ Điều ngủ ngon lành, an chí không sợ gì nữa hết. Hỏi cụ Thọ Pháp có hỗ trợ cho cụ Thọ Điều ngủ ngon mà tươi cười không cụ? Xin chư vị cho tràn cổ tay đây. Cụ Thọ Điều ơi, mình quen biết quá, gặp nhau trên đường giúp này, còn Kiều Thể bên cạnh đây có ai xa lạ đâu. Ở trong này nói là mẹ con đang chướng ngại về vấn đề tâm linh. Cụ Thọ Điều ơi, cụ không có một điều gì chướng ngại cả, mà cái chướng ngại chính là tại vì cụ lo cụ sợ quá mà bị như vậy thôi cụ ơi. Dù ông này dám bảo đảm mà cá với cụ 100 đồng, lấy 1 đồng cũng dám như vậy. Như vậy thì hôm nay Diệu Âm đầu tiên nói với cụ hãy nghe đấy, nhất định sau cuộc nói chuyện này cụ sẽ an vui tự tại. Cụ Thọ Điều có vui không? Vui thì cười lên đi, giơ tay lên. Cụ Thọ Pháp có vững không? Giơ tay lên đây. Xin hai cụ giơ tay lên mà còn nắm cứng cái tay nữa, quyết định là nhất định. Diệu Âm bảo đảm sẽ hỗ trợ cho cụ, nhất định giải tỏa tất cả. Bây giờ nghe đây, khi đọc qua tin tức này, Diệu Âm thấy rõ ràng là do cụ hơi yếu tim một chút, hoàn toàn không có gì gọi là kẹt về vấn đề tâm linh, cũng không có hương linh, cũng không có chương nào đi vào trong nhà cụ cả. Tại vì nhớ là mình hiện tại bây giờ có 5 người phải không? Nếu vào thì 5 người phải gặp, chứ tại sao chỉ có 1 cụ Thọ Điều gặp mà còn cụ Thọ Pháp thì không? Tại sao vậy? Tại vì cụ Thọ Pháp tâm vững vàng hơn, cụ Thọ Pháp ưa cười hơn, cụ Thọ Đều ít cười quá, cứ lo nghĩ lung tung, phải không? Dì Âm nói đúng không vậy? Có đúng thì giơ tay lên đây. Đúng không ai? Đúng rồi, vỗ tay đây. Như vậy thì những cái sai của mình bỏ đi là được chứ có gì đâu.
bây giờ dòm nghe dòm nói đây. Khi đi ngủ thì nghe những tiếng động trong nhà bếp như chấm hai chấm. Cụ ta đều ơi, tiếng bát khua, khua chén khua bát. Chuyện chén bát khua là cái chuyện bình thường, cứ coi cái chén bát mình để cái đũa có đúng chỗ chưa hay là gác trên cái chén. Rồi khi một con chuột chạy ngang thì đâu đũa nó rớt xuống vô lén kén là chuyện bình thường. Ở đây cũng có, đâu cũng có hết, cứ chi phải sợ. Mình là người học Phật, chuẩn bị đi làm Phật mà sợ đấu đũa khua, làm sao mà nói cho thông cụ tỏ điều ơi. Biết không, ở tại niệm Phật lần này có người tới đây niệm Phật, niệm Phật thấy mưa rơi thiệt lớn, cái những cái lá cây nó rất đột trên mái nhà, sợ ơi là sợ. Nhiều âm nói trời ơi, một người muốn đi về Tây Phương mà cái sợ miếng lá cây, sao mà yếu dữ vậy? Phải mạnh lên chứ. Nhất định mình đi về Tây Phương, mình sắp sửa làm Bồ Tát. Làm Bồ Tát tại sao lại sợ những tiếng khua lột cột dưới bếp? Nhà mình có bảo đảm không có chuột không? Cửa có mở không? Nếu mở nhiều khi gió thổi qua thổi lại cái muỗng nó rớt xuống là cái chuyện bình thường, hoàn toàn không có gì gọi là đặc biệt, cớ chi phải sợ. Như vậy thì điều này xin bác thọ điều, hết sợ chưa? Hết sợ chưa? Nếu hết thì giơ tay lên đi, giơ tay lên vì năm câu lại để hứa với giọng nhé. Sau này mà muốn rồi à, cứ ông ơi, ông là ông thọ pháp đấy, ông xuống ông dọn dẹp dùng, đừng để nó rớt nữa, là sống có gì đâu. Rồi đang nằm ngủ thì có ai đó khèo khèo bàn chân, dù ông không khèo bàn chân mà khèo tới bàn tay luôn à. Tại vì sao? Mình già, mình yếu thì các cơ bắp của mình nó cũng yếu theo. Có nhiều lúc mình thấy cái mắt mình nó giật giật, có nhiều lúc cái vai mình nó giật giật, có nhiều lúc cái chân mình nó giật giật là chuyện bình thường. Đây chỉ là vấn đề gọi là sức khỏe thôi. Có nhiều người giật đến nỗi mà rung tay rung chân luôn, ai đó bệnh, hoàn toàn chỉ là bình thường. Như vậy thì một là mình đi bác sĩ, hai nó giật mình cũng không có gì cả, thì thuốc nó giật thanh kệ nó đi, bóp bóp cái chân là hết. Bác thọ điều ơi, có rõ ràng chưa? Hoàn toàn không có chuyện gì cả mà tự mình làm sinh chuyện ra. Nhất là cái tâm của mình yếu, hay cái tâm mình yếu nghĩ rằng là cái chân nó giật thì tự nhiên nó giật, nghĩ rằng cái tao thổi chân mình chỉ là cái tưởng tượng sai lầm thôi cụ thọ điều ơi. Nhiều ông báo đảm với cậu hoàn toàn không có gì trở ngại cả. Hãy tin diệu âm đi, thì tự nhiên một lời nói này đủ phát tan tất cả những sự hoảng sợ lo lắng của cụ thọ điều rồi. Xin hỏi cụ thọ pháp có giúp cho cụ thọ điều an tâm không? Có rầy rà với cụ thọ điều, bà ơi bà nghĩ lung tung qua, tôi nằm bên bà tôi không biết biết gì đâu, tôi không có gì đâu, rõ rệt hoàn toàn. Hai người ở bên nhau, một người vững vàng, vững vàng cụ thọ pháp thì mặt mày đỏ hồng, còn cụ thọ điều thì cứ lo lắng lắng, tất cả đều do chính mình. Xin hỏi một lần nữa cụ thọ điều, nhất định từ giờ phút này không thèm sợ cái này nữa, chịu không? Chịu. Chịu thì giơ tay lên nắm cú lại đây, hứa ta chắc đây. Rõ ràng chưa? Rồi bây giờ điểm nữa, từng điểm giải tỏa hết, báo đảm. Diệu âm này có cái tài là tài giải chướng nạn, hóa giải chướng nạn. Có những chuyện chướng nạn vô cùng kinh hoàng, gặp diệu âm 3 ngày hết,
nếu tin. Ba ngày là thế đấy, một ngày phải hết đi chứ còn gì ba ngày. Như chuyện của cụ Diệu Điều đây, nhất định điều này phải hết. Thọ điều, quyết lòng không có sợ gì nữa cả. Chút nữa rồi nói cho nó thêm, bây giờ nói tiếp. Đang nằm ngủ thì có ai khèo khèo bằng chăng? Ai thèo khèo khèo bằng chăng? Không ai khèo khèo mà nó. Chính mình nghĩ như vậy mà tự nhiên cái chân mình nó giật giật rồi mình sợ. Rõ ràng như vậy, khi mà mình sợ mình nằm úp mà không dám nhìn qua, cứ nghĩ là người nào rờ rờ cái gáy mình. Nhưng mà đó là cái cảm giác sai lầm của mình. Cụ thọ điều ấy thực sự chỉ là vấn đề tâm lý, hoàn toàn do báo đắm. Một người đã quyết lòng niệm Phật, cụ thọ điều phải nhớ kỹ điều này. Một người thành tâm niệm Phật có 25 vị Bồ Tát phóng quang gia trì cho mình, chư thiên nhóm bảo vệ cho mình, chư hộ pháp thiên thần bảo vệ cho mình, nhất định tránh tất cả những ách nạn. Đây là sự thật, Diệu Âm hoàn toàn nói bằng sự thật. Nếu cổ Diệu Điều tin thì nhất định phải tin, để mình không còn một ý niệm gì sai lầm, để mình thoát qua ách nạn. Nhớ nhé, đang nằm ngủ nghe có người nam bên cạnh huýt sáo ba lần. Tai mình nghĩ có người nam, tại sao mình không nghĩ có người nữ? Tại sao mình không nghĩ là lá tre? Tại sao mình không nghĩ là tiếng gió thổi qua cái kèo nhà nó kêu vi vu như vậy mà mình nghĩ ra? Tất cả đều do mình tưởng tượng hết. Cụ thọ đều có nghe rõ chưa? Bảo đảm cụ thọ đều nói khi nghe như vậy tôi niệm Phật, thành tâm niệm Phật, nhất định không có một người nào dám lãng vãng bên cạnh mà chọc ghẹo người niệm. Nhớ cho kỹ chương trình này. Xin tất cả đồng tu trên đường chân này hãy nhớ kỹ. Người thành tâm niệm Phật, tâm niệm vững vàng, nhất định không bao giờ có cái chuyện này. Chư vị phải nhớ cho kỹ nhé. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói như thế này: nghiệp nhân quả báo ma chướng nặng nề, bất khả tư nghị, nó mạnh dữ lắm. Nhưng mà bên có Phật nói là Phật lực thánh, chư Phật thánh chúng, nghiệp đại nguyện của các ngài, lực hộ trì của các ngài cũng mạnh bất khả tư nghị. Chư Phật lực A Di Đà Phật, và chắc là mấy bên phía của lão cư sĩ có bị trở ngại kỹ thuật. Tại buổi chiều hôm nay thì ở đây có cơn bão, chắc là những cái đường truyền nó đang bị trở ngại. Mà xin chư vị xin chờ trong giây lát để chúng con liên lạc và xem giải quyết vấn đề sự cố kỹ thuật này. Chúng con A-phật A-di-đà-phật 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 A-di-đà-phật
Di Đà Phật. A 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 Di Đà Phật. Bác thở điều đâu rồi? Thấy rõ ràng ở tại cảnh giới này, tưởng là hay nhưng mà dở ẹt, dở thẩm tệ. Đang nói chuyện một chút mới nói tới đâu mà quên mất tiêu rồi, bây giờ nãy giờ đâu rồi? Bác thở điều ơi, nhìn thấy những cảnh khổ này mà quyết chi vãng sanh nhé bác thở điều. Cụ thọ đều có đồng ý không? Rồi đồng ý tức là nghe rõ ràng phải không? Bây giờ Diệu Âm tiếp tục giải tỏa tất cả mọi những cảnh khó khăn của bác giờ đi thọ điều. Quan trọng làm sao bác thọ điều, cụ thọ đều phải giữ cái tâm lực mình vững vàng. Nhớ tâm lực mình vững vàng kết hợp với đại nguyện của Đức A-di-đà mình vượt qua cả mỗi khổ nạn, gọi là tâm lực bất khả tư nghị, cộng với chư Phật thánh lực bất khả tư nghị, dẫu cho trong đời chúng ta tạo nghiệp chướng nặng nề tới đâu vẫn được quyền vượt qua tất cả ách nạn để đi về Tây Phương. Như vậy thì hôm nay nghe những lời nói này, nhất định tâm ý mình vững vàng, khuôn mặt mình lúc nào cũng tươi cười vui vẻ như cụ thọ pháp, thì nhất định cảnh giới chung quanh toàn là màu hồng tươi đẹp, hoàn toàn không có gì trở ngại cho bác cho cụ thọ điều đâu. Bây giờ nè, mấy niệm Phật mở trong phòng ngủ 24/24, đôi khi chuyển thành tiếng khóc, có lúc tắt luôn mấy niệm Phật đấy. Đây là cái chuyện hoàn toàn bình thường, không có gì là lạ lùng cả. Vì sao vậy ba cụ thọ đều có biết không? Chính giữa hôm nay cũng bị thường xuyên như vậy, có gì đâu mà phải đặc biệt. Tại sao? Thay vì mình nằm ngủ, khi bắt đầu ngủ thì mắt, tai, mũi, lưỡi của mình từ 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 nó khép lại, đúng không? Những người đang ngủ mê man, mình vừa mình tới mình kêu mình la gì người ta cũng ngủ khì, có nghe đâu. Như vậy thì trong thời gian đang chuẩn bị ngủ thì cái nhĩ căn của mình nó khép lần lần lại. Tiếng máy 10 bây giờ chỉ còn 9, còn 8, còn 4, còn 5, còn có 1, 2 thôi. Như vậy tiếng nào mà lớn nhất thì mình nghe, tiếng nào nhỏ nhất thì nó móc lần đi. Tiếng A-di-đà Phật sau cùng nó là nó khóc, có gì đâu. Mình nghĩ đó thì tiếng khóc thì nó thành tiếng khóc. Mình nghĩ tiếng la nó thành tiếng la. Mình nghĩ cái gì nó ra cái đó. Là do như vậy, hoàn toàn như vậy. Chính như vậy mà trong bao nhiêu năm qua bác thọ đều lên đường Zoom này dẫm khuyên các ban hộ niệm sao biết không? Khi đi hộ niệm chư vị phải niệm A-di-đà-phật rõ ràng trước người bệnh. Niệm rõ ràng để cho người bệnh nhận ra, nếu mà niệm âm điệu thì người bệnh có thể nghe thành những âm điệu khác, những giọng điệu khác, là tại vì nhĩ căn của họ nó khép lòng, nó mệt mỏi, nó không nghe rõ. Mình niệm điệu thì người ta nghe. Có nhiều khi có nhiều người cứ nã phì nỉ phà,
hiểu không? Có những người cứ nghe hà 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 hà, có nhiều khi nghe như tiếng khóc, có nhiều khi có nhiều người cái ao quần phơi chưa. Rõ ràng là do mình niệm bằng âm điệu, lỗ tai của người bệnh không nghe rõ mà sinh ra như vậy. Thì củ thọ điều trong lòng mở mấy niệm Phật trong cái phòng của mình, mà lúc mình ngủ dần thì nó đưa phát tình trạng như vậy, hoàn toàn là vấn đề bình thường, không có gì phải là đặc biệt cả, đúng không? Rõ ràng mà. Ở ngoài cửa có treo cái màn không? Vỗ tay đi chứ vậy. Ở ngoài cửa có treo cái màn không? Thường là cái màn thì có cái lỗ xỏ qua, cái cây người ta xỏ qua, gió đưa cọc cạch đụng vào trong cái tường. Có nhiều người nói ai tới gõ cửa, mà thực ra là cái màn bị gió đưa gõ cửa chứ có gì đâu. Thì tiếng niệm Phật biến thành tiếng khóc chúng ta chỉ là vậy. Củ thọ điều ơi, hoàn toàn là chuyện bình thường. Nếu mà cụ nghe như vậy, cụ vùng vậy, tức gọi cụ dò tay cái đây, cụ lại nghe tiếng niệm Phật rõ ràng nữa. Như vậy thì hoàn toàn diệu âm, thấy là những điều mà cụ diệu, cụ thọ điều thấy không có gì đặc biệt. Không có một vong linh, không có một chúng sinh nào tới chọc ghẹo mình, mà chỉ có chúng sanh thọ điều hơi sợ sợ, đúng không? Cứ nghĩ lung tung hết mà sinh ra như vậy, tất cả đều do mình. Như vậy vững tâm chưa? Khi người con biết sao tên là vậy? Hả? Thọ Khang. Thọ hoa cũng giơ tay lên đây. Năm cố lại hỗ trợ cho mẹ mình, tất cả đều giải quyết một cách trọn vẹn. Vì thế cho nên hay một cái là mỗi lần xảy ra như vậy thì những hành động ở trên thì ma con niệm Phật, bây giờ ma tiếp tục niệm Phật đi mà không nghĩ chuyện gì khác cả. Diệu âm xin bảo đảm với cụ thọ điều, một đêm nay giải quyết tất cả. Có những người mà bị nạn 17 năm trường, sợ ăn ngủ không ngon, gặp diệu âm, diệu âm nói là trong 3 ngày mà không xong thì dở vô cùng. 2 ngày xong đi. Cụ thọ điều ơi, Phật dạy tâm lực vững vàng, tin tưởng vững vàng, tự nhiên phá tan tất cả mọi chướng nặng. Thực sự diệu âm đã từng làm như vậy. Diệu âm kể ra cho cụ thọ điều biết những điều này là năm 1976 tại làng cố diệu âm, sao mà cái chuyện ma nó nổi ra tràn gian, ai cũng không dám ra ngoài được. Nhưng chính diệu âm này nhất định không sợ, một thân một mình vác đường cò đi suốt từ làng này qua làng nọ, học đường cò xong nửa đêm về một mình. Diệu âm hoàn toàn không có gì gọi là trở ngại cả. Ấy thế có một lần mười mấy người đi học bình dân học vụ về, đi ngược chiều trong một đường tối tăm, nói chuyện rinh rang hết trơn, có đèn đuốc sáng suốt. Ấy thế mà khi Diệu âm đi tới nơi rồi thì tự nhiên có một người la lên ma một tiếng gì, mười mấy người liền đèn liền sách liền vỡ chạy gì mà chạy mất hồn mất vía. Bác thọ điều ơi, nếu mà Diệu âm lặng lẽ không nói gì thì cả làng đó sẽ nói cái chuyện ma là rõ ràng, mười mấy người đều chứng nhận có ma thực sự. Rõ ràng nó đuổi tôi, làm cho tôi liền đèn liền đồ bệnh đập nhau mà chạy. Nhưng Diệu âm thấy rõ ràng là mình sơ ý qua rồi, thôi kêu các người đó lại đây. Các bác ơi, đây là Diệu âm đây, Diệu âm đi học đường cò về chứ có đâu mà la mà ma. Thế là năn nỉ các cụ, giúp cho các cụ đền gì, đền đèn đền đuốc cho các cụ, tự nhiên hết. Như vậy có gì đâu mà ma. Một người đi âm thầm không sợ ma, mười người sợ ma, thành ra mười người không còn tự tại nữa.
cụ thọ đều phải nhớ như vậy. Nếu trong 10 người đó mà có một người vững vàng thì rõ ràng bao nhiêu người kia cũng không có gì phải sợ. Chính vì thế mà chính cái tâm của mình sợ sệt mà sinh ra như vậy. Hỏi cụ thọ đều bắt đầu từ đây lấy lại bình tĩnh chưa? Nhất định không còn gì nữa không? Quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương Cực Lạc nhé. Nhớ cho cụ diệu, cụ thọ đều mà niệm Phật. Nhớ rằng là trong vòng lúc đó dẫu không có ai, vẫn có quang minh chư Phật phóng vào gia trì, quang minh của chư Bồ Tát phóng vào hỗ trợ, có chư thiên nhân ủng hộ cho mình. Cụ thọ điều ơi, một người bình thường như vậy mà được một những vị mà đại Bồ Tát hỗ trợ bảo vệ như vậy, còn ai dám phá rối mình nữa phải không? Vững vàng chưa? Như vậy thì bắt đầu từ đây xin cụ thọ điều an ổn tâm thần, quyết lòng niệm Phật, đề nghị cụ thọ pháp ở bên cạnh cụ thọ điều, nhắc nhở đừng để cụ thọ điều rung rinh nữa, chịu chưa? Nhớ không chịu cụ thọ pháp vẫn chưa? Rõ ràng như vậy, chỉ cần một lời nói này, cô Dư Âm phát tan tất cả mọi nghi hoặc, phát tan tất cả mọi kinh hoàng, phát tan tất cả mọi khủng hoảng, để trả về cho cụ thọ điều một cái tâm an tịnh niệm Phật, để chuẩn bị trở về Tây Phương thành Bồ Tát bất thối. Xin hỏi cụ thọ điều chịu chưa? Cụ thọ pháp chịu không? Cụ thọ hoa cụ thọ hoa phía đâu chịu không? Nhớ nhé. Rồi như vậy thì đề nghị chư vị trong pháp giới cùng giơ tay lên, nắm tay lại để mà hộ niệm, yểm trợ cho cụ thọ điều, cụ thọ pháp, cụ thọ hoa ủng hộ với nhau để chúng ta cùng nhau trở về Tây Phương thành đạo hết. Mừng không cụ thọ điều, mừng không cụ thọ pháp, mừng không cụ thọ hoa. Nhớ nhé, vững tâm lên nhé. Mừng không chùa Phúc Đông, tất cả chúng ta chuẩn bị đi làm Phật, không ai được quyền phá đám chúng ta đâu nhé. Mong chư vị nhất định giữ vững tâm hạnh này để chúng ta đi làm Phật. A Di Đà Phật. Vỗ tay đi với cụ thọ điều. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ. Và kính thưa đại chúng, như chư vị đã biết, lão cư sĩ Diệu Âm vì lòng hiếu mà đã ngày ngày viết thư khuyên cha mẹ niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Những lá thư đó đã được kết thành 4 tập sách khuyên người niệm Phật, làm thành cầu nối cho biết bao nhiêu người đến với pháp môn niệm Phật. Lão cư sĩ cũng đã hết lòng khuyên cha mẹ và hộ niệm cho cha mẹ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay nhân ngày đại tường cụ bà Nhật Hải, tức là kỷ niệm ngày 3 năm ngày cụ bà Nhật Hải, thân mẫu của lão cư sĩ Diệu Âm, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chúng con thành tâm tri ân công đức lão cư sĩ đã bỏ hết công sức nghiên cứu và xiển dương pháp hộ niệm. Nhờ đó mà đã có biết bao nhiêu người được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng con xin đại chúng cùng thành tâm cảm niệm gương vãng sanh của cụ bà Nhật Hải và thành tâm tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, thưa quý vị, đó là hình ảnh của cụ bà Nhật Hải lúc cụ vãng sanh.